Đào được tảng đá lạ, người đàn ông không dám tin, bản thân đổi đời chỉ sau một đêm. Một người đàn ông tại Trung Quốc tên Chu quyết định sửa lại nhà sau một thời gian tích góp tiền bạc. Bất ngờ, trong lúc đang đào đất, ông lại tìm được một vật giống như là tảng đá trông rất kỳ lạ. Nó có vỏ ngoài cứng, màu nâu trắng, bề mặt có nhiều nếp nhăn. Khi ấn vào có cảm giác đàn hồi, khi nhấc lên, ông Chu cảm thấy tảng đá không hề nặng và có vẻ như không giống đá thường. Sau đó, ông đem nó cân thử thì thấy nó nặng khoảng hơn 10kg. Nhiều người gần đó biết chuyện cũng tới hỏi thăm và cho rằng đây là một cây nấm lớn hoặc thảo dược gì đó. Thế là ông Chu quyết định mang tới chuyên gia kiểm định thì phát hiện đây chính là linh chi thái tuế, một loại nấm linh chi quý hiếm, mọc hoàn toàn tự nhiên nên giá trị rất cao. Theo chuyên gia, nấm linh chi thái tuế phải mất rất nhiều thời gian để phát triển và được hình thành dựa trên sự kết hợp của vi khuẩn, khuẩn nấm và trong đó có một loại polymer nấm hiếm. Không những thế, nó còn có nhiều tác dụng giúp nâng cao hệ miễn dịch cho con người, thậm chí là hỗ trợ điều trị ung thư. Trên thị trường, linh chi thái tuế có giá là hơn 900 triệu đồng một gram. Cục linh chi thái tuế mà ông Chu tìm thấy có trọng lượng 10kg, giá trị của nó phải lên tới tỷ đô. Như vậy là ông Chu đã đổi đời chỉ sau một đêm.